nữ trưởng đoàn Noan Phan Lam San, người hùng thầm lặng của đội tuyển Thái Lan. Thành công của Thái Lan tại giải đấu năm nay có đóng góp lớn của trưởng đoàn Noan Phan Lam San, hay còn gọi là Madam Pang. Là một doanh nhân với mạng lưới quan hệ lớn, Madam Pang đã giúp Thái Lan có được lực lượng mạnh nhất sau khi làm việc với các câu lạc bộ ở cả trong lẫn ngoài Thái Lan để họ đồng ý nhả quân. Theo đó, trong đội hình của Thái Lan có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Chanathip tại Consadole Sapporo, Thanawat tại Leicester City hay Kawin tại Leuven. Điều này khiến Thái Lan dễ bị đội bóng chủ quản từ chối nhả người nếu không thuộc lịch thi đấu của FIFA Day. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của trưởng đoàn Noan Phan Lam San, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Điều này đã được chính huấn luyện viên Mano Polking xác nhận. Ngoài ra, tại AFF Cup 2020, bà Noan Phan cũng có những sự động viên kịp thời cho các cầu thủ bằng những món quà có giá trị to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự hỗ trợ đó góp phần giúp Thái Lan đang chạm một tay vào chiếc vô địch giải đấu năm nay.